热力展示类别包括生技医疗子通讯智慧生活环保机能运动休闲应有所复制这些都被誉为台湾产业界的奥斯卡奖。Sinh viên đại học hóa thân thành đại sứ thương hiệu sản phẩm cao cấp của Đài Loan, dùng nhạc rap để giới thiệu hàng cao cấp tại trung tâm triển lãm Nam Cảng, Đài Bắc. Đoạn phim ngắn 60 giây này là do sinh viên trường khoa học công nghệ Đức Minh Dương Thái Linh thực hiện, đoạt giải nhất trong cuộc thi phim ngắn sáng tạo Hãy để cho thế giới nhìn thấy hàng cao cấp của Đài Loan. Phim quảng cáo chính thức thì hơi cứng nhắc, nhàm chán, cho nên dùng phương thức hip-hop thì sinh động hơn. Vì dùng một phút để mà giới thiệu nhiều sản phẩm thì rất khó. Bạn muốn thu hút ánh nhìn của khán giả trong khoảng thời gian ngắn thì phải dùng phương pháp thú vị này để cho mọi người vừa nghe nhạc, vừa cảm thấy vui vẻ, lại vừa nhớ được những gì mà bạn muốn truyền tải. Để cho thế giới nhìn thấy sản phẩm cao cấp của Đài Loan, năm nay Hiệp hội Phát triển Ngoại thương và Cục Thương mại Quốc tế lần đầu tiên tổ chức cuộc thi phim ngắn sáng tạo dành cho sinh viên, thu hút hơn 700 tác phẩm tham gia. Thông qua sự bình chọn của ban tổ chức, đạo diễn chuyên nghiệp và bỏ phiếu trên mạng, chọn ra 7 tác phẩm xuất sắc. Ngoài yếu tố hip-hop, có sinh viên lấy cảm hứng từ những người nổi tiếng livestream, dùng tiếng đài tiếp thị sản phẩm cao cấp Đài Loan. Những tác phẩm này đã khiến cho hàng cao cấp Đài Loan trở nên trẻ hóa. Trước đây, giới thiệu sản phẩm cao cấp Đài Loan chủ yếu là doanh nhân, những người đã đi làm. Bây giờ, chúng tôi dùng phim ngắn, thông qua trường học, thông qua sinh viên để mà quảng bá sản phẩm. Tôi tin rằng những người trẻ tuổi sau này sẽ sử dụng sản phẩm cao cấp của Đài Loan. Thông qua sự quảng bá của họ, cơ hội nhìn thấy hàng cao cấp của Đài Loan sẽ nhiều hơn. Các phim ngắn đoạt giải này sẽ được phát sóng trên trang fanpage hàng cao cấp Đài Loan, trang web chính thức và cũng được trình chiếu trong các hoạt động quảng bá sản phẩm trong và ngoài nước để cho thế giới nhìn thấy tinh thần Đài Loan sáng tạo, thế giới tuyệt vời của sản phẩm cao cấp Đài Loan.